giờ chúng tôi xin giới thiệu cái mô hình về cái tàu điện từ mới STCM. Bây giờ này, tàu điện từ này nó chạy trên nè, thấy không? Nó chạy trên là không có chạy trên đường mà chạy trên máy của dãy nhà nổi. Đó. Cái đặc biệt là không có làm đường nha. Bây giờ cái như vậy là nó rất là đỡ tốn kém, được tới 90%. Đấy, nhưng mà có phải tốn cái tiền mua tàu nè. Thì bây giờ tiền này lấy từ cái tiền lời của cái dãy nhà nổi, thấy không? Dãy nhà nổi này tại sao lời, là tại nó nằm ở một cái vị trí đắc địa đó. Thì là đắc địa là nó đạt cái yếu tố là thị lộ giang nè. Cái này sông nha, này sông đó, nước này nha, nó nằm trên sông đó. Thì ở trên là đường, rồi ở tầng dưới của nó là những cái cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, shop bán hàng là gì đó. Rồi ở dưới của nó là nhà để ở đó. Dưới là nhà để ở. Nhà để ở này là nó hơi chìm dưới mặt nước đó nha, giống như nhà nổi Dubai á. Ở trên thì để mua bán, ở dưới thì để ở. À, do đó là chủ đầu tư sẽ bán ra rất nhiều cái căn hộ, mà cái người mua cái những căn hộ này thì họ đạt được cái chỗ ở, chỗ kinh doanh, mà xe tàu chạy ở trên nó không có gây tiếng ồn. Là tại sao? Tại vì nó không, nó bay ở trên cái này chứ không phải là nó chạy, nó không có ma sát đó. Nó lúc nào cũng cách là mấy mm, 10 15 mm đó. Thấy không? Thành ra rằng là cái mô hình này rất là lời, và ta có thể kết luận rằng là cái hệ thống tàu điện từ này là không mua đê trên 1 km, tức là chi phí của nó không có tốn kém, tốn rất ít, giảm được 90% do làm được, mà thì 10% còn lại thì lấy tiền lời từ cái dãy nhà nổi này bù qua. Đấy, tóm lại là cái dự án này rất là khả thi. Đấy, và tạo nhiều công ăn việc làm cho rất nhiều người, công ăn việc làm, nhà ở xã hội cho người nghèo, những người mà chưa có việc làm, chưa có đấy, rồi xin hết.